Ngô Trọng Ân, chuyên án truy nã kéo dài gần một năm kết thúc. Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh sách nói Minh Chiết. Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa kết thúc chuyên án truy bắt nghi phạm Ngô Trọng Ân, 23 tuổi, quê Cần Thơ, về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ân là một trong những đối tượng bị truy nã đặc biệt sau khi bỏ trốn khỏi một vụ kiểm tra hành chính tại đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 vào ngày 10 tháng 11 năm 2023. Vụ việc xảy ra khi công an quận 1 bất ngờ kiểm tra hành chính một căn nhà ở đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trình, bắt quả tang nhiều đối tượng đang tụ tập tổ chức tiệc ma túy, có 5 người bị bắt giữ cùng tăng vật có liên quan. Một trong số này là Ngô Trọng Ân, sau đó đã bỏ trốn. Công an quận 1 đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Ân về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, sau đó thành lập chuyên án để truy bắt. Sau gần một năm, mới đây, các lực lượng đã khoanh vùng được Ân đang lẩn trốn ở thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai. Trong thời gian bỏ trốn, Ân quy tụ nhiều đối tượng là dân chơi, thường xuyên qua Campuchia chơi cờ bạc. Khi về Việt Nam, Ân ẩn náu và thường tổ chức tiệc ma túy tại một căn biệt thự ven sông ở Đồng Nai. Chiều tối ngày 4 tháng 10 vừa qua, các lực lượng đã phối hợp bất ngờ vây ráp và đột kích vào căn biệt thự nói trên. Tại đây, công an đã tạm giữ 16 đối tượng, trong đó có ân cùng một số tăng vật là ma túy, một súng ngắn 8 viên đạn cao su, một khẩu súng trường bắn đạn trích đã tháo rời các bộ phận. Công an thành phố Biên Hòa đã tiến hành khởi tố các đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, xử lý hành chính 12 đối tượng. Riêng Ân bị công an quận 1 di lý về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Đại tướng Lương Cường chính thức nhậm chức chủ tịch nước. Với 100% đại biểu có mặt tán thành Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc bầu thường trực Ban Bí thư Đại tướng Lương Cường làm chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026. Cụ thể, chiều 21 tháng 10, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với Đại tướng Lương Cường. Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày dự thảo nghị quyết của Quốc hội bầu chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với ông Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Với 440 trên 446 đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, bằng 100% đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lương Cường giữ chức chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021 đến 2026 tân chủ tịch nước Lương Cường là người kế nhiệm chức vụ này của Tổng bí thư Tô Lâm. Sau khi được Quốc hội thông qua nghị quyết, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã mời tân chủ tịch nước Lương Cường lên thực hiện nghi thức tuyên thệ. Nghi thức tuyên thệ của tân chủ tịch nước bắt đầu lúc 16 giờ 38 phút. Xuất thân và con đường binh nghiệp rồi đi đến chính trị của Đại tướng Lương Cường. Đại tướng Lương Cường làm thường trực ban bí thư vào ngày 16 tháng 5. Trước đó, ông là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Cường được Bộ Chính trị phân công làm thường trực Ban Bí thư. Ông Lương Cường giữ vị trí này thay cho bà Trương Thị Mai. Cùng ngày, bà Trương Thị Mai đã được Ban Chấp hành Trung ương đồng ý cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đê khóa 13, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Đại tướng Lương Cường được Bộ Chính trị phân công làm thường trực Ban Bí thư. Đại tướng Lương Cường, 67 tuổi, quê quán Phú Thọ, là Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa 11, 12, 13, Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Đại tướng Lương Cường tên đầy đủ là Lương Văn Cường, là một đại tướng quân đội nhân dân Việt Nam, giữ chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lương Cường là một trong những tướng lĩnh nổi tiếng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông sinh ngày 15 tháng 8 năm 1957. Ông nhập ngũ vào tháng 2 năm 1975. Đến tháng 7 năm 1978, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1975, ông đã cùng với đồng đội tham gia chiến đấu để bảo vệ biên giới phía Bắc và đã giành thắng lợi. Có thể nói, Đại tướng Lương Cường đã có những đóng góp rất to lớn trong việc đảm bảo an ninh và ổn định cho quốc gia. Ông giữ vị trí Bí thư Tổng cục Chính trị và là một trong những nhà lãnh đạo quan trọng trong việc xây dựng, củng cố và phát triển Quân đội Nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Lương Cường. Quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua quá trình hình thành và phát triển thành một lực lượng quân đội chuyên nghiệp, có khả năng đối phó với các mối đe dọa an ninh hiện tại. Đại tướng Lương Cường có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quân sự và an ninh. Ông đã từng tham gia các cuộc gặp gỡ và đối thoại với các quan chức quốc tế, góp phần vào việc tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác quân sự giữa Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, Đại tướng Lương Cường cũng luôn thể hiện là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Về sự nghiệp chính trị của Đại tướng Lương Cường. Hoạt động trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày vào Đảng, tháng 8 năm 1978. Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13. Bí thư Trung ương Đảng khóa 12. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Lương Cường, ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia vào ban bí thư và giữ chức thường trực ban bí thư về khen thưởng và huân huy chương trong nước huân chương quân công hạng nhất huân chương quân công hạng nhì huân chương quân công hạng ba huân chương chiến công hạng nhất huân chương chiến công hạng nhì huân chương chi công hạng ba huy chương quân kỳ chiến thắng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba nước ngoài Huân chương Hoàng gia Sahem hạng nhất của Vương quốc Campuchia. Huân chương hữu nghị của Liên bang Nga. Huân chương tự do hạng nhì của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Huân chương Play on của Cộng hòa Cuba. Những công hiến của Đại tướng Lương Cường trong công cuộc xây dựng quân đội đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời làm nổi bật tên tuổi và uy tín của ông trong lòng dân chúng và quốc tế. Cũng có thể thấy rằng trong bộ máy chính trị Việt Nam của chúng ta luôn cần có những người cán bộ lãnh đạo mẫn cán xuất sắc thật sự là những hạt nhân quan trọng của đảng ngày đêm xây dựng và phát triển đất nước tiến độ